một tình huống đây. Can thiệp khá tốt tới từ sẽ người là một tình huống lấy đi một cú tốc biến rất có thể, nhưng đơn giản thôi, chỉ là gây mặt sát thương không đáng kể bao nhiêu cả. Crown là người bị giữ lại, chiến cúp đồng dành cho SKT rất đơn giản và vẫn có thêm cả đồng thủy thả ra, chỉ trúng một mình Ruler mà thôi. Vì Benji biết lúc này Ambition đang không có mặt ở quanh đây, QV đang cố gắng chống trả. Đó là một pha bật bất khả kháng cự lên, QV tung ra chiêu cuối nhưng không được, không tung ra kịp thì đã phải lên bảng điểm số. Faker không nhắm vào việc thi đẩy lính của đối phương nữa, anh ta nhắm vào việc là cấu máu tốt hơn dành cho Crown. Lần này xoáy không thể trượt, có thêm cả Benji và có thêm cả Whoop ở đây nữa. Chiến công dành cho Benji và tiếp theo đó là cả Ambition tốc biến qua tường, cắm mắt có thoát đi chăng nữa thì còn sân khấu tử thần. Hai viên đạn chính xác, Ambition thoát đi bằng hộ thể vào Go JJ. Và đây là Ruler, Benji đang vòng ra. Một cú tính toán hách não nhưng không chính xác. Nhưng vấn đề tiếp theo là Ruler không hề có bất kỳ một kỹ năng nào để bỏ trốn khác cả. Cặp thi đấu BL năm này là khoảng tầm gần 5.000 tiền. Và QV đang cố gắng dãy giụa nhưng không thể nào dãy giụa được lượng giáp và kháng phép của anh ta. Bị tụt thảm hại khi chiêu cuối đến từ Chandle. Nhưng cuộc chiến nó chuẩn bị đến hồi kết khi có một người thứ ba đến. Và kẻ phá đám này cũng chính là người ăn điểm hạ gục. Dường như đó cũng là một cú chiêu cuối hơi vội đến từ QV. Ruler bị dính này, vậy trong Ruler bị dính quá nhiều chiêu thức. Ruler phải lên bảng điểm số. Đó là sự mất tập trung. Coi Jay một máu. Coi Jay may mắn thoát ra khỏi sự truy đuổi các thành viên đội tuyển SKT. Trong khi đấy phía bên này, Ambition tay đôi với Benji. Và đây sẽ là tình huống ép giao tranh đến từ SKT khi Đúc vòng ra đằng sau. Crown đang là người có thể bị tấn công. Nhưng QV đến, Đúc bị tấn công ngược lại. Và Đúc mất rất nhiều máu nhưng ra bỏ chạy đi được. Và Ambition cũng phải tốc biến đi. Những tình huống thi đấu của Samsung Galaxy chưa tỏ ra hiệu quả. Quốc lên bảng, xoáy của Faker nhưng cũng không thể nào làm được gì cả. Và đó là chấm dứt cho pha giao tranh này. Tôi chưa nghĩ là đấy, chưa chấm dứt. Nó dừng lại với thêm một điểm nữa. Hạ gục nữa dành cho SKT. Khả năng hồi phục, giáp và kháng phép, thậm chí là máu, mỗi thứ đều có. Nét vẽ trong chuẩn xác là có điểm hạ gục dành cho Bang. Nó gần như là pha solo kill, nó không có nhiều chưa dừng lại ở đây từ người hỗ trợ. Nhưng coi như đã dừng, sân khấu tử thần không trúng ai cả. Quét được bất kỳ một ai cả, nhưng ở khu vực đường giữa này thì QV làm gì đây? Tấn công vào Bang và Bang đã bị tắt điện. Và Ambition tới, nhưng Đúc có lẽ cũng không thể nào bị bớ được trong cái pha thi đấu vừa rồi. Nhưng nên nhớ rằng những con rồng, đến con rồng ngàn tuổi, con rồng thứ năm đó, nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Bang phải mất đi cú tốc biến của mình. Baron vẫn đang được ăn bởi SKT, nhưng không, họ đã dừng lại. Đây có thể là bước ngoặt của trận đấu. Yoriana cũng phải lên bảng đếm số, thêm cả Benji và tiếp tục lao vào tấn công Đúc. Còn cú đá của Lee Sin, nhưng Ambition quyết định không sử dụng, mà tất cả các thành viên của Samsung Galaxy sẽ tiến đến hang Baron này. Và không có một ai của SKT có đủ khả năng ra tranh cướp. Đấy là điều chắc chắn. Một pha thi đấu, tôi tin rằng đó là lỗi của SKT. Xạ thủ của họ cũng có ở đấy. Khoảng thời gian họ tính toán về việc đối phương di chuyển từ hàng rồng ra Baron là dài. Ambition vòng ra phía sau lưới. Ambition đá một tiêu. Đó là Faker và Faker bốc hơi ngay lập tức. Ambition cũng phải nằm xuống ngay sau đấy. Nhưng Alice thấp máu. Alice tốc biến thoát đi. Brown vẫn đang muốn đuổi theo. Còn ở khu vực đường trên kia, cuộc truy đuổi giữa Đúc và QV đang là rất dài. QV không cho Đúc về cứu những người đồng đội của mình. Bây giờ anh ta sẽ là người di chuyển chủ động hơn. Trụ thứ ba khu vực đường dưới và có thể là cả nhà lính nữa dành cho Samsung Galaxy. Họ dừng lại trụ thứ ba. QV đã tới đây. Nét vẽ cuối cùng, nó không gây được bao nhiêu sát thương cả. SKT đang phải co cụm lại dưới sự bao bọc của Đúc. Nhưng QV tiến vào rất sâu, nét vẽ trượt. Bang lao lên bắn, gây sát thương vào QV thì không quá đau. Phía bên này Đúc lao vào, viên đạn thứ tư chí mạng vào Crown. Crown thấp máu lùi ra phía bên ngoài. Vẫn là Đúc, Đúc vẫn đang lao lên. Đúc có rất tinh thần, anh ta rất chiều. Ruler lao vào trong, Ruler bắn vào Wolf. Ruler tiếp tục tấn công vào Benji. Sát thương rất nhiều, nhưng sai lầm đến từ Ruler khiến cho anh ta bị tắt điện. Họ vẫn đang muốn đuổi theo, nhưng Đúc đã mất đi rất tinh thần của mình. Và có lẽ pha phòng ngự đến đây là chấm dứt. Tìm cách ra cắm những con mắt, nhưng nên nhớ ở đây gần như không có một lối nào để có thể đi ra cả. Ambition đã bị mất đi một lượng máu rất lớn. QV lao vào, Crown cũng lao vào. Và Bang đang cố gắng bắn. Anh ta bắn được rất tốt. Họ vẫn đang tiếp tục lao lên truy đuổi theo SKT. Và đầu tàu là QV, người phải nằm xuống là Wolf. Nét vẽ trượt, rất bình tĩnh né ra khỏi nó là các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Pha giao tranh dừng lại chỉ với một điểm hạ gục.
nhưng QB đã tinh tế hơn rất nhiều, nhưng anh ta cũng không thể nào qua được cái phản xạ của Ben. Samsung Galaxy đang muốn làm nên một điều bất ngờ, lao thẳng vào, đá ngược Faker về. Faker có được một cắt Jonia đang ấn và chuyển về dạng giáp thiên thần là Ambition, nhưng Faker lên bảng đếm số rồi và thậm chí Đúc cũng sẽ chuyển về dạng giáp thiên thần. Quốc đến với một đại hồng thủy và không thể nào hạ gục được Đúc. Tiếp tục là vào tranh nửa lỗ người hơn dành cho SKT. Con Baron đang bị ăn quá nhanh bởi SKT, nhưng Whoop mắc lỗi vị trí nhưng không sao cả, và đây có thể là con Baron, nó là đa lộc con Baron dành cho SKT. Hai bùa lợi và SKT đang phải lùi về trước sự tấn công của các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Hàng Baron Faker, anh ta nằm xuống ngay lập tức khi có quá nhiều điều khống chế được gây lên. Và tiếp theo đó là cả Ground, họ lao lên với Đúc, họ lao lên với Benji. Benji đu lên thoát ra khỏi sát thương đến từ Ruler, nhưng có thoát được tiếp hay không mà thôi. Ben cố gắng bắn nhưng sát thương đến từ Ruler tỏ ra là nhiều hơn. Ruler đang cố gắng bắn rất nhiều tuyến sau dưới sự bảo kê Ruler của QB. Lên shut down dành cho Ruler. Ruler bắn rất tốt. Đó có thể là quét sạch dành cho thành viên đội tuyển Samsung Galaxy hay không đây. Nhưng trước hết là Đúc. Đúc nằm xuống double kill dành cho Samsung Galaxy, dành cho một mình Ruler mà thôi. Lẽ là nếu như tiếp tục tranh thủ, có lẽ anh ta sẽ lấy thêm được chút xíu, nhưng anh ta sẽ tự gặp nguy hiểm đến tính mạng. Faker đang bị quay và anh ta quay trở lại. Ground thoát ra, tấn công rất đau. Faker bấm đồ Gatronia, thêm dịch chuyển, Đúc cần phải bỏ bạn. Benji đang lao ra tấn công và Ground. Faker nằm xuống, Đúc có thể cũng sẽ phải nằm xuống. Tôi tin rằng đây là bước ngoặt nếu như Đúc là người tiếp theo bị ai gục trong trận đấu này. Trong Đúc pha thi đấu này, bỏ chạy. Đúc không thể thoát được. Trên tầm nhìn của đối phương, Benji có mặt, Faker tất cả không ra kịp. Của SKT đang có mặt, Faker chưa ra kịp, chưa ra kịp. Anh ta tới rất muộn và đó là con Baron dành cho các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Chiêu cuối thả vào, Benji đang cố gắng thoát ra, Emerson mất rất nhiều máu. Anh ta còn ra thiên chiêu thần, cuối khá chiêu đẹp. Cuối ra là rất đẹp, một chứ người là khá đẹp. Đập văng về đến từ QV, xoay chúng ba người, Zyra nằm xuống, Đúc lao lên với xung phong. Đúc rất khỏe, Đúc có được sự bảo kê tới từ Orianna, Đúc có được chiêu cuối của chính bản thân mình. Về ra thiên thần là Benji, họ đã cầu kéo những nguồn sát thương của đối phương, giữ chân được Ground. Ground nằm xuống và tiếp theo đó là ai đây? Là Ezreal của Ruler chăng? Nếu như vậy, trận đấu coi như đã có chưa kết quả. Nhưng Ruler rất tốt, Ruler quay ngược trở lại trả sát thương tương đối nhiều. Emission còn đây, Orianna đang tiến tới. Và phía bên kia là ai? Là ai đây? Là Poppy. Đây đây đây, đây. Họ lao vào đánh Bang luôn. Lao vào đánh Bang luôn và Faker hạ gục được người chơi quan trọng nhất và là nguồn sát thương chính, bị đá ngược về. Và QV sẽ lên bảng đếm số. Nhưng bây giờ Emission, anh ta có bùa lợi Baron. Anh ta có bùa lợi Baron, anh ta có thể tìm ra được một con đường cho riêng mình, một con đường nào đó để đẩy. Hơi cửa đại, thôi không sao. Rất Faker mà, tuyệt vời. Làm gì cũng đúng thôi. Thế tôi tin rằng đó là một tình huống buộc lòng anh ta phải làm như vậy. Nếu không thì còn lâu mới có thể hạ gục thành công được Poppy. Đang chủ động đi vòng, tìm hướng tấn công xuống khu đường dưới khi đợt lính rất đẩy tốt. Rất cao, đó là Samsung Galaxy. Một nước đi thông minh. Nếu như bây giờ đối phương có ăn con rồng ngàn tuổi, họ vẫn có thể tiến ra và can thiệp kịp thời. Nhưng ở bên này là Ambition đã được Bang. Chiêu cuối của Crowd thì trượt và Bang quay ngược trở lại bắn về Ambition rất đau. Bang kết liễu được dạng thiên thần đến từ Ambition. QV đang lao vào, chiêu cuối ra thả ra. Ambition hồi sinh lại, Ambition bốc hơi. Họ sẽ đuổi theo tấn công hay lùi về để phòng ngự cái trụ thứ ba khu đường dưới đây. Tôi tin rằng SKT cần phải lùi về. Ruler bị xoáy, Ruler nằm xuống double kill cho Faker và Crowd và Benji nằm xuống. Crowd đã bị tấn công bởi Đúc nhưng chưa có gì xảy ra cả. QV lại một lần nữa lùi về được. SKT phải lùi về để phòng ngự mà thôi. Cần phải có dịch chuyển đến từ Poppy của QV. Anh ta vẫn chưa thực hiện pha dịch chuyển này, ép giao tranh bằng sân khấu tử thần. QV vẫn chưa có mặt ở đây. QV đang chui vào bụi tối để thực hiện pha dịch chuyển. SKT tập trung vào ăn rồng. Dịch chuyển đến từ QV, pha tranh chấp rồng tiến ra. Faker là người bị tấn công. Chiêu cuối của Aurelion Son, Ambition lao vào nhưng Faker bấm đồ Gatronia và Bang. Tôi đang muốn nhìn xem Bang đang ở đâu. Bang anh phải vòng ta vào. Luồn xuống nửa dưới của bản đồ để có thể vòng ra tấn công các thành viên đối phương. Sát thương đang vào rất từ từ. Crowd là người bị giữ chân. Crowd nằm xuống, chắc chắn là như vậy. Chưa có ai phải nằm xuống thêm cả, tất cả chỉ là giáp thiên Bang. Ruler lao lên, Ruler không thể cùng thành công được Bang và thủy ngục trượt. Bang lao lên khi Bang hồi lại được cực kỳ nhiều máu. Và đó là những pha trao đổi. Tôi nghĩ rằng nếu như xét về mặt toàn cục, kể cả Samsung Galaxy đã mất đi một điểm, thì họ vẫn đang hoàn toàn không bị bất lợi quá nhiều.
Edril lên gươm vô danh mà có được 471 sát thương. Và chúng ta hình dung tới sự kinh khủng của những con rồng lửa đem lại là như thế nào rồi. Đó là chiêu cuối đẹp tới từ Nami, ép giao tranh, Đúc lao vào, Đúc này. Zyra chiêu cuối, có chinh phục đến từ Đúc, Đúc rất khỏe, Beng đang bắn, Warp bị lùi ra quá xa, sát thương gây ra trên diện rộng là cực kỳ nhiều đến từ Crow, Crow lao theo tấn công của Venge. Tất cả phải bỏ chạy và cố gắng hồi máu lại đến từ Warp, nhưng tôi nghĩ rằng lúc này là lúc mà hoàn toàn có thể tận dụng được cái việc mà đối phương đang ít máu để tiếp tục ăn con Baron. Benji vẫn chưa về. Benji buộc lòng ở lại đây để tranh cướp ít máu quá rồi. Anh ta rất thấp máu. Ambition có chiều cuối trả thù được không? Đó sẽ là một tình huống Ambition đu lên nhưng không được. Có Baron dành cho SKT. Ba con xe đang bắn ở đường dưới, không có gì có thể ngăn cản cái nhà lính đường dưới này mất đi cả. Và thậm chí là cả đường giữa nữa, SKT đang đứng trước việc bị thua trận đấu đầu tiên. Trong cái cặp bon 5 chung kết, ba đường và lính tràn vào với bùa lợi Baron. Có quá nhiều xe ở đây, SKT cần phải ép giao tranh, Bang dựng cho mình sân khấu lên. Nhưng vẫn là QB, vẫn là Ambition, những cái tên quen thuộc, hứng chịu những cái tình huống chiều cuối. Cứ từ thôi. Đơn giản mà thôi. Cứ từ từ thôi. Và đây có thể là một thứ quá khó dành cho SKT. Beng bắn không thấm bao nhiêu cả, bởi vì anh ta không phải là một chất tướng gây sát thương liên tục. Và đám văng đối phương ra để có được thời cơ phá thành công được. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con xe. Trụ nhà chính đầu tiên đã vỡ. Trụ nhà chính thứ hai cũng sẽ bị hết sớm thôi. Kính đợt lính kia được xóa sổ bớt đi. Crowd bị tấn công. Nhưng Crowd bây giờ tôi thấy là anh ta không khác gì tướng chống chịu cả. Crowd bị hút. Crowd chưa phải nằm xuống. Mà chọn đồ của Đúc mới là người phải nằm xuống. Crowd vẫn có thể thoát về thành công. SKT dường như đang nỗ lực để phòng ngự. Tuy nhiên nỗ lực của họ liệu rằng xe này xe bắn nổ cánh trụ nhà chính thứ không hai. Cần quan tâm quá nhiều nữa. Beng không thể nào địch lại được Ruler và chiến thắng dành cho Samsung Galaxy, một trận đấu nghẹt thở.